Nên mình sẽ test cho anh em một cái con mic giờ nhé, để anh em làm sử dụng loa Bluetooth mà mic hỏng hay là mình muốn kết nối mic không dây với dòng loa nghe nhạc thì xài con mic này nhé. Thì dòng này mình có cả mic đôi và mic đơn anh em luôn, có cả đôi và mic đơn nhé. Kết nối rất là đơn giản thôi, mic thì sẽ là sạc pin nhé, sạc pin bằng nguồn điện. Và đây anh em mà có một cái cục nguồn này, chỉ cần cắm lên loa thôi là nó sẽ tự động bắt bật nguồn lên, sau đó cắm vào loa. Đây. Sau đó bật nguồn mic lên nhé, nó sẽ tự ở nhà luôn. Alo. Alo, 1 2 3 4 5 6. Alo, 1 2 3 4 5 6.